Sau khi mà em đến em setup bộ bộ combo thì gồm có hai đôi loa. Thì được bước đầu tiên đến bao giờ em cũng phải kiểm tra phần cứng rất là kỹ. Thường thì phần cứng nó không ok thì anh em có set thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ không hay được. Thì sau khi em kiểm tra thì em thấy rằng là hai loa bên này được nối cùng âm dương với nhau thì chuẩn rồi. Nhưng hai loa bên kia thì lại cũng lại được nối âm dương cùng nhau nhưng mà lại khác so với bên này. Tức là một cặp bên trái là nối âm dương bị khác so với bên phải. Thì sau khi em đi kiểm tra dây thì đây bác chủ là cũng rất là cẩn thận. Thực chất là cũng rất là cẩn thận, là bọc gen bọc viết đàng hoàng nhưng mà trong quá trình bọc thì lại bọc nhầm. Đấy, bọc nhầm. Ví dụ như ạ, quy chuẩn của anh là dây vàng là dây dương. Thì cuối cùng là mình lại bọc dây xanh vào đỏ. Thế khi mà mình bọc dây xanh vào đỏ thì mình lại cứ nghĩ là đỏ là dương thì mình lại nối vào dương. Đấy. Thực chất là ví dụ như cái này lại bọc vàng là dương này. Đây, cái này bọc vàng là dương này. Đấy, anh em thấy không? Cái này bọc vàng là dương này. Đó, còn cái này thì lại bọc xanh là dương. Đây là lý do vì sao mà khi mình nối nó bị ngược dây. Dẫn đến là trên cái loa kia nó lại bị hai cái loa ngược pha nhau thì tự nó triệt tiêu nhau, hai thằng đánh nhau nó như kéo co ạ. Một người kéo, một người đùn, một người kéo, một người đùn, dẫn đến là tiếng nó không hay. Đấy là nên là cái cơ bản nhất là phần cứng là phải chuẩn đã. Nó nên là khi anh em sử dụng đấu nối hệ thống là cũng rất là lưu ý đến những cái vấn đề này. Ở hệ thống này không những nối ngược dây mà còn nối ngược cả loa. Hiện tại thì em đang chỉ cho tất cả bên L kêu nhé. Bên L kêu. Nhưng trên hệ thống thì lại đang cả L, cả trái, cả phải kêu. Tức là mình đấu không những ngược dây mà còn lộn cả bên trái và bên phải. Anh em cũng lưu ý là chúng ta nối là trái phải sang trái và phải sang phải. Thì khi chúng ta nghe cái hiệu ứng sitel của âm thanh ấy nó mới đúng. Là đảo từ loa trái sang loa phải. Có như này là đảo lẫn lộn gây nên rối tiếng. Thank you.